đi tìm hiểu một chút về cái gọi là cái các khái niệm về 3D được chưa? Tại vì chúng ta đang đi tìm hiểu về về element 3D và các cái cách thức để mà phối hợp phần 3D với After Effects, cho nên là chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái khái niệm về lĩnh vực 3D. Một phần là để cho ví dụ các bạn nào chúng ta chưa có làm quen với 3D thì chúng ta sẽ có được một số khái niệm để chúng ta bắt đầu chúng ta tìm hiểu. Còn với các bạn mà đã biết rồi thì càng tốt đúng không? Chúng ta sẽ có được những cái gọi là những cái thuật ngữ, chúng ta biết thêm những cái thuật ngữ, những cái quy trình để mà làm việc giữa phần các phần mềm 3D phối hợp nó với After Effects. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói về các cái phần mềm 3D. Thì các phần mềm 3D là những cái phần mềm mà giúp chúng ta tạo nên những cái scene, những cái bối cảnh hoàn toàn bằng trong không gian 3D đúng không? Và sẽ giúp chúng ta thực hiện được những cái hiệu ứng, ví dụ như là những hiệu ứng khói lửa đổ vỡ các thứ các bạn thường thấy trên phim ha, tạo ra những cái con quái vật rồi những cái con khủng long, những con robot này nọ cho những bộ phim. Đó là những cái ứng dụng mà các phần mềm 3D người ta sử dụng phần mềm 3D người ta thực hiện. Thì ở đây đầu tiên thì chúng ta sẽ đi qua một số cái phần mềm 3D phổ biến nổi bật để mà chúng ta nắm qua các cái phần mềm cũng như là biết được cái gọi là cái thế mạnh của những cái phần mềm này. Đầu tiên chúng ta sẽ có là những cái phần mềm của hãng Autodesk. Đây là những cái phần mềm đã rất là nổi tiếng rất là lâu ha. Chúng ta sẽ có Autodesk Maya đúng không? Thì Maya thì nó là cái phần mềm 3D đã định hình được vị trí ở trong cái ngành công nghiệp. Nó là tiêu chuẩn cho rất là nhiều cái studio, trong quy trình sản xuất của rất là nhiều cái studio về animation, về CG. Thì thế mạnh của Maya đó là animation và có một phần nào đó là simulation, tức là giả lập các cái hiệu ứng đúng không, và diễn hoạt nhân vật. Chúng ta sẽ có Autodesk 3DS Max. Thì 3DS Max thì nó mạnh về các cái dạng thiết kế nội thất, thiết kế phòng ốc. Và cái phần mềm này thì nó dễ, khá là dễ học cho người bắt đầu. Mình nghĩ là vậy, tại vì cái cách bố cục của nó khá là dễ hiểu, và cũng khá là trực quan, cho nên là chúng ta có thể, ví dụ như ai mà chúng ta mới bắt đầu với 3D, chúng ta có thể nghiên cứu phần mềm này, nó khá là dễ cho mọi người ha. Không cần là quá yêu cầu quá nhiều các cái can thiệp chuyên sâu về các cái lĩnh vực như là material hay là render đúng không? Chúng ta sẽ có ZBrush hay là Mudbox. Thì đây là những cái phần mềm chuyên về sculpting, modeling. Sculpting tức là người ta sử dụng những cái kỹ thuật để người ta giống như là tạc tượng đó. Đây là nặng đất sét đó, để người ta làm nên những cái model cho chúng ta, model nhân vật, model quái vật các thứ ha. Thì đó là Mudbox và ZBrush. Mudbox thì cũng là của Autodesk luôn đúng không? Chúng ta có Maxon Cinema 4D. Cinema 4D thì nó có cái thế mạnh về motion graphic vì nó hỗ trợ cái gọi là cái mocap, nó có cái bộ mocap là chuyên về những cái diễn hoạt về motion graphic. Và cái thế mạnh của nó nữa là nó kết nối tốt với cái phần mềm After Effects của chúng ta đúng không? Chúng ta biết là trong After Effects thì chúng ta có thể import các file Cinema 4D cũng như là chúng ta có thể trong phần 3D của After Effects thì nó cũng hỗ trợ bộ render của Cinema 4D. Chúng ta sẽ có Houdini của hãng Sai FX. Houdini thì là một phần mềm rất là chuyên ngành. Và nó rất là mạnh về gọi là simulation, tức là giả lập về các cái hiệu ứng khói lửa, bom đạn các thứ ha. Thì
Houdini nó là một phần mềm khá là chuyên ngành, những cái người chuyên gia trong lĩnh vực thì người ta hay dùng cái này, và nó rất là mạnh. Tuy nhiên thì cái việc nghiên cứu Houdini thì nó cũng khá là hơi bị khoai một chút. Chúng ta cần phải có cái thời gian để chúng ta làm quen với nó ha. Gần đây thì chúng ta thấy có sự nổi lên của Blender. Blender là một cái phần mềm mà cái thế mạnh của nó cái đầu tiên đó chính là cái phần miễn phí ha. Đây là một cái phần mềm mà nó cho phép chúng ta đào về sử dụng miễn phí, các bạn có thể đào về cài để tìm hiểu nha. Và một thế mạnh nữa của nó đó là cái việc mà nó liên kết tất cả những cái tác vụ liên quan đến phần kỹ xảo hiệu ứng dựng phim của chúng ta ha. Trong đó nó bao gồm luôn cả dựng phim video editing, rồi kỹ xảo hình ảnh visual effects, rồi model, rồi animation, rồi đa phần tất cả các thứ trong đó. Được chưa? Đây là hai cái thế mạnh của Blender. Chỉ có một điều là Blender thì chưa có được sử dụng nhiều trong các cái quy trình kỹ xảo của các cái studio lớn trên thế giới ha. Nó chưa có được gọi là quy chuẩn hóa thành một cái tiêu chuẩn của ngành công nghiệp. Nhưng mà mình nghĩ là với sự phát triển thì trong tương lai thì cũng rất là hứa hẹn, chúng ta có thể tìm hiểu về Blender. Chúng ta cuối cùng chúng ta có cái Unity 3D. Đó là một cái phần mềm chuyên về game. Thì ở đây chúng ta sẽ mình cho các bạn xem thử cái Blender nếu mà ai chưa biết. Thì các bạn có thể vào cái trang website của Blender, các bạn download cái phần mềm Blender về thì nó miễn phí hoàn toàn. Các bạn có thể bấm download để nó đưa download cho chúng ta ha. Chúng ta cài thôi, không có cần phải mua hay là phải crack gì hết. Và đây là cái phần mềm của Blender. Thì mình chỉ giới thiệu sơ cho các bạn biết gọi là cái workflow của nó, thì nó bao gồm rất là nhiều thứ chúng ta có thể thấy, ngay cả là phần 2D animation, rồi phần tạo hình tạc tượng đúng không, dựng model, rồi cả kỹ xảo hình ảnh, rồi video editing, dựng phim. Đấy, thì ví dụ các bạn thấy, ví dụ chúng ta chọn cái 2D animation thì các bạn thấy cái này giống như là một cái phần mềm để chúng ta vẽ và chúng ta animation các cái hình ảnh của chúng ta ha. Chúng ta sẽ có các cái phần về tạc tượng dựng phim, tạc tượng tạo mô đồ ha, giống như là trong ZBrush hay là Mudbox các thứ. Rồi chúng ta có cả những cái phần về video editing, khi đó chúng ta import những cái video của mình vào để chúng ta có thể dựng phim. Các bạn thấy nó giống như là cái timeline của After Effects của mình hoặc là của Premiere Pro đúng không? Và tất nhiên là nó sẽ bao gồm chúng ta cái không gian 3D. Trong cái không gian 3D này thì chúng ta có thể tạo những cái mô đồ hoặc là chúng ta import những cái vật thể vào đúng không, để mà chúng ta làm việc với nó.
Thì ở trong đây các bạn thấy khi chúng ta có mô đồ 3D xong thì chúng ta có thể render nó ra đúng không? Và sau khi mà chúng ta render nó ra thì chúng ta có thể vào phần compositing. Thì trong đây là nó cũng bao gồm cho những cái công cụ cơ bản của các cái tác vụ về compositing. Và chúng ta có thể thực hiện những cái thao tác về compositing cơ bản trong đây. Mình nghĩ là các cái chức năng của nó thì có thể là chưa đến cái mức có thể đạt được cái tiêu chuẩn công nghiệp, nhưng mà mình nghĩ là đủ để cho chúng ta có thể thực hiện những cái tác vụ. Ha. Ở đây thì họ tổ chức theo cái sơ đồ và cái node graph, tức là dựa trên node ha, nó làm việc dựa trên node. Thì bạn thấy là chúng ta có thể phối hợp cái hình ảnh 3D của chúng ta trực tiếp vào trong cái một cái video, một cái footage. Để chúng ta xem được cái kết quả cuối cùng ở đây luôn ha. Thì nó tiện hơn chúng ta rất nhiều. Thì nói chung là đây là một cái phần mềm mình nghĩ là nó rất là hứa hẹn. Nó bao gồm nhiều cái chức năng, trong đó nhiều cái quy trình trong cái công đoạn kỹ xảo, thì các bạn có thể tìm hiểu, và đặc biệt là nó miễn phí nữa, chúng ta không mất công chúng ta phải bẻ crack hay là gì đó đúng không? Rồi thì cái đó là giới thiệu cho các bạn thôi ha, còn cái việc là chúng ta lựa chọn cái phần mềm nào thì vẫn là cái quyền của chúng ta đúng không? Chúng ta thấy cái nào nó phù hợp, thấy cái nào nó chúng ta học mà nó dễ thì chúng ta học đúng không? Những cái phần mềm mà chuyên nghiệp và chuẩn quốc tế thì mình nghĩ nó vẫn có cái thế mạnh riêng của nó, đúng không? Rồi, thì bây giờ chúng ta đi vào một số khái niệm của cái phần các cái công đoạn 3D của chúng ta. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có công đoạn đầu tiên, đó là modeling, đúng không? Đó là cái công đoạn mà để chúng ta tạo ra những cái vật thể mà 3D cho cái bộ phim của mình, cho cái dự án animation của chúng ta. Vân 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 đúng không? Thì nói về modeling tức là chúng ta sẽ sáng tạo các cái vật thể từ các cái yếu tố không gian, nó gọi là polygon và vertex đúng không? Polygon tức là những cái mặt phẳng được tạo ra từ các cái vertex. Vertex là đơn giản là tên gọi của những cái điểm trong không gian. Và như các mọi người biết là trong không gian chúng ta thì ví dụ cứ 3 điểm chúng ta sẽ có một cái mặt phẳng là cái hình tam giác đúng không? Thì cái mặt phẳng đó có thể gọi là polygon. Thì đại khái là chúng ta sẽ sử dụng những cái này, những cái polygon và vertex này để chúng ta tạo ra những cái vật thể trong không gian 3D. Được chưa? Thì mỗi cái mặt phẳng chúng ta tạo ra, chúng ta sẽ có một cái normal. Normal tức là cái vector, mỗi cái mặt phẳng nó sẽ có một cái vector, nó chỉ ra cái mặt thuận của cái polygon đó, đơn giản vậy thôi. Các bạn thấy ở đây ví dụ như là mỗi cái mặt phẳng chúng ta sẽ có một cái mũi tên đúng không? Cái hướng mũi tên, một cái vector nó chỉ cho chúng ta cái mặt thuận của cái polygon chúng ta. Thì thường là cái mặt thuận thì là sẽ là những cái mặt nó hiển thị màu sắc vật liệu cho chúng ta, còn những cái mặt mà ngược lại cái mặt phía bên kia của polygon á thì nó sẽ thường nó sẽ bị vô hình khi mà chúng ta render. Trừ khi chúng ta check những cái ô cho phép nó render đúng không? Thì đại khái như vậy, cái khái niệm chúng ta biết. Thì về modeling thì chúng ta sẽ có hai cái lĩnh vực, đó là hard modeling và soft modeling. Hard modeling có nghĩa là gì? Đơn giản là chúng ta tạo ra những vật thể những vật thể gọi có thể gọi là vô cơ, những cái máy móc, những cái xe cộ, robot các thứ. Thì về cơ bản cái cách mô đồ cái hash modeling này thì nó không phải là dễ, nhưng mà nó sẽ dễ gọi là dễ tiếp thu hơn cho chúng ta, tại vì nó chủ yếu nó dựa vào các cái polygon và vertex như chúng ta nói để nó tạo hình, được chưa? Và ở đây là một cái ví dụ các bạn thấy là người ta sử dụng cái hard modeling từ những cái polygon và vertex để người ta tạo ra một chiếc xe đúng không? Thì đây chính là một cái ví dụ cho cái hard modeling. Ngược lại chúng ta sẽ có cái soft modeling. Soft modeling là
Về cơ bản là chúng ta sử dụng những cái công cụ giống như là tạc tượng để chúng ta, hoặc là nặng đất sét đúng không, để chúng ta tạo thành những cái vật thể, những cái nhân vật có thể gọi là hữu cơ, hồi nãy là vô cơ thì bây giờ là hữu cơ, thì chúng ta nặn nó ra được chưa, hoặc là các cái con quái vật, sinh vật ha. Thì cái đó gọi là soft modeling. Thì về phần yêu cầu modeling thì cái phần soft surface thì nó yêu cầu cái khả năng chúng ta gọi là cái khả năng của chúng ta để tiếp thu, tiếp nhận cái yếu tố tạo hình nhiều hơn là khi chúng ta modeling các cái vật thể hard surface đúng không? Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái phần setting và texturing. Thì sau khi mà chúng ta tạo hình xong đúng không, chúng ta tạo hình những cái chiếc xe, tạo hình những cái nhân vật xong, thì phần tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta sẽ phải đổ cho nó một cái vật liệu, một cái gọi là một cái bề ngoài, cái hình dáng bề ngoài cho nó đúng không. Thế thì đây là cái quá trình nó gọi là setting and texturing, nó là cái quá trình để mà cho cái vật thể chúng ta một cái loại vật liệu nào đó và thể hiện được cái tính chất của cái vật liệu đó ha. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta có một cái mảnh gỗ thì chúng ta phải áp dụng cho nó những cái tính chất của một cái loại, một cái nguyên liệu gỗ ở trong cuộc sống thật. Hoặc là khi mà chúng ta có một cái vật thể kim loại, vật thể bằng thép gì đó, thì chúng ta phải gán cho nó những cái tính chất của một cái vật liệu dạng thép đúng không. Rồi vậy thì ở đây chúng ta chia ra hai phần, chúng ta có là cái setting và thứ hai là cái texture. Cái setting đó là cái gì, đó là người ta sử dụng những cái công thức đã được viết sẵn, hoặc là người ta có thể tự viết nên để mà quy định cái tính chất của cái vật liệu đó khi mà nó phản ứng lại những cái ánh sáng, phản ứng lại với ánh sáng với cái các cái vật thể khác được chưa. Chẳng hạn đây chúng ta sẽ có như là chúng ta có cái độ reflection, độ phản xạ của cái vật liệu đó đúng không? Nó phản xạ lại như thế nào, ví dụ kim loại thì nó phản xạ sẽ nhiều hơn là gỗ đúng không, chúng ta có thể soi vào nó, chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh của mình đúng không. Rồi chúng ta có độ bóng đấy, rồi chúng ta có khúc xạ, refraction, khi mà chúng ta tiếp xúc với nước chẳng hạn. Chúng ta sẽ có cái độ gồ ghề hay gọi là bump, tức là khi mà cái vật liệu chúng ta có những cái tính chất sần sùi như là gỗ này nọ thì chúng ta sẽ phải có một cái độ bung nhất định cho cái vật liệu đó. Rồi chúng ta có subsurface scattering, đó là một cái tính chất mà chúng ta có thể thấy được thông qua cái da người, là chúng ta sẽ xem cái ví dụ. Hoặc là những tính chất về tự phát sáng dạ quang gọi là self illumination đúng không? Và những tính chất ở dưới nước chẳng hạn như là caustic. Thì để mà viết các cái shader này thì chúng ta có một cái phần mềm mà rất là nổi tiếng, đó là Pixar RenderMan. Đây là cái phần mềm do hãng Pixar phát triển và được sử dụng trong rất là nhiều các cái phim. Thì này chỉ giới thiệu cho các bạn biết để mà chúng ta biết là có những cái công cụ như vậy để nó hỗ trợ chúng ta ha. Rồi tiếp theo thì sau khi chúng ta có cái shader rồi, chúng ta sẽ cung cấp cho nó những cái texture ha. Texture là những cái hình ảnh được chưa, gọi là những cái hình ảnh về họa tiết để mà chúng ta áp dụng lên cái bề mặt của cái vật liệu đó để tạo cho nó thành ra một cái vật thể đúng với cái vật liệu đúng không. Chẳng hạn như là gỗ, chúng ta sẽ có hình ảnh những cái vân gỗ như thế này, chúng ta sẽ áp nó lên cái vật thể 3D của mình để mà nó thành ra cái miếng gỗ chứ đúng không. Rồi ngược lại, ví dụ cái miếng kim loại chúng ta nó có những cái vết chì xước như thế này đúng không, thì chúng ta cũng sẽ dùng cái hình ảnh này chúng ta áp nó lên cái vật thể
đúng không, để nó trở thành một cái miếng kim loại, được chưa? Đấy. Thì cái này là về mặt hình ảnh, nó không phải là về mặt những cái công thức quy định tính chất, đúng không? Đấy. Thì có một số cái shader cơ bản chúng ta có thể thấy ở các cái phần mềm 3D thì đa phần nó đều có. Chúng ta sẽ có những cái shader dạng flat, những cái shader cơ bản thì chỉ đơn giản là đổ màu là cái polygon thôi, đúng không? Chúng ta sẽ có cái dạng shader là phong shader. Đây là một cái dạng shader viết ra bởi anh Bùi Tường Phong ha. Là một người Việt Nam. Và nhưng mà rất là nổi tiếng ở cho cổng phần mềm 3D. Các bạn sẽ thấy chúng ta vào phần mềm 3D chúng ta có thể thấy cái shader tên là phong shader. Thì nếu mà ai không để ý thì không không sẽ không nghĩ là do một cái người Việt viết ra, thật ra đây là do anh Bùi Tường Phong viết ra, nhưng mà rất là nổi tiếng, đúng không? Thì dành cho các bề mặt có độ bóng, có độ phản xạ specular cao. Rồi chúng ta có zero shader là các bề dành cho các bề mặt mượt như là siêu hay là cloth, vân vân, là như là chẳng hạn như là tơ tằm, đúng không, vải. Intel Embree cũng là một cái thư viện render đã được dùng cho rất là nhiều phim. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về về cái thư viện này. Nó giành được Oscar cho cái thể loại VFX. Rồi thì nói về setting và texturing thì chúng ta sẽ đi qua một số tính chất của vật liệu ha. Thì chúng ta sẽ có đầu tiên là cái reflection, đúng không? Reflection là cái độ phản xạ của vật thể, đặc biệt là với những vật thể mà về kim loại hay về gương, về thủy tinh, các thứ thì nó sẽ có cái độ phản xạ như bạn thấy trong hình ảnh này, đúng không? Cái quả bóng này nó có cái độ phản xạ cao so với hai quả bóng hai bên. Đúng không? Thì khi mà nó có cái độ reflection cao thì nó sẽ phản chiếu lại cái hình ảnh không gian ở trong 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 cái vật thể của nó. Rồi chúng ta sẽ có tính chất về specular, về glossiness, đúng không? Specular thì nó sẽ quyết định cái độ sáng bóng của vật thể của mình. Thì cái độ specular mà nó càng hoặc là cái glossiness mà nó càng thấp đó, thì cái độ sáng bóng của chúng ta nó càng ít và tăng dần lên. Nếu mà cái độ glossiness của chúng ta nó càng tăng thì cái độ sáng bóng của cái vật thể chúng ta càng cao, và đi kèm với nó là cái reflection của mình, đúng không? Reflection tức là độ khúc xạ, thì cái này các bạn có thể thấy khi mà chúng ta tương tác với nước, những vật thể chúng ta mà khi đi vào môi trường nước á, thì do tính chất bẻ cong ánh sáng của cái nước đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái hình ảnh của cái vật thể chúng ta sẽ bị distort, đúng không? Bị biến dạng đi. Cái này rất là đơn giản rồi, đúng không? Thì trong 3D chúng ta cũng có những cái tính chất này dành cho cái phần gọi là refraction trong cái setting của chúng ta. Bump là cái nãy mình nói là nó tạo ra cái độ gồ ghề cho cái vật thể của mình. Thì như các bạn thấy là khi cái vật thể của chúng ta bình thường nó rất là trơn láng như thế này ha, chúng ta thêm vào một cái bump map thì bump map nó là cái dạng bump map nó là cái dạng một cái dạng hình ảnh có cái màu sắc giống như thế này, như cái hình chúng ta thấy bên trái này. Thì khi chúng ta áp dụng cái map bump này vào trong cái vật thể của chúng ta đó, thì nó sẽ tạo lên cho cái bề mặt vật thể chúng ta những cái đường nét gồ ghề ha. Thì nó sẽ giúp cho cái vật thể chúng ta nhìn nó thực tế hơn, nhìn nó chi tiết hơn, mặc dù là nó không phải là những cái chi tiết về modeling, nó chỉ đơn giản là cái map thôi, đúng không? Cái map áp dụng vào cái shader của chúng ta thôi. Self illumination là cái độ tự phát sáng, thì cái này cũng đơn giản, chẳng hạn như chúng ta có những cái đèn trong bóng tối, chúng ta gán cho nó một cái vật liệu tự phát sáng thì nó sẽ phát sáng ra, đúng không? Thì các bạn thấy ở đây rất là đơn giản thôi, những bóng đèn. Subsurface scattering thì cái này là cái thường áp dụng cho những cái vật thể, những cái vật thể hoặc những nhân vật mang tính hữu cơ organic. Thì tại vì khi chúng ta có máu trong người đó, thì ví dụ như chúng ta giơ cái bàn tay chúng ta lên trước ánh sáng thì các bạn sẽ thấy cái màu sắc của cái da chúng ta nó sẽ bị biến đổi, nó chuyển dần từ màu vàng, màu cam sang màu dần dần chuyển sang màu da chúng ta, đúng không? Thì khi chúng ta áp dụng cái tính chất này vào những vật thể hữu cơ thì nó sẽ tăng cái tính chân thực cho cái
cái nhân vật chúng ta thôi, cho cái shader chúng ta thôi. Thì cái này hôm bữa mình cũng có cho bạn xem, các bạn xem qua, thì đây là cái một cái bộ phim Love and Monster. Thì khi mà đây là một những cái con quái vật, có rất nhiều con quái vật trong bộ phim này. Thì đây là một cái một con mà mình thấy người ta có ứng dụng cái subsurface scattering, tại vì cái da của nó là có cái độ trong suốt, có cái độ trong nhất định ở những bộ một số bộ phận. Thì khi mà đi qua ánh sáng thì thường chúng ta sẽ thấy những cái yếu tố subsurface scattering ở trong đây ha. Caustic thì đơn giản nó là cái những cái tính chất của nước khi mà ánh sáng chiếu qua, thì nó sẽ tạo ra những viền lấp lánh ở trên những cái bề mặt, chẳng hạn như là sàn nước, sàn hồ bơi, hoặc là trên bề mặt của những cái vật thể ha. Thì vì trong thực tế chúng ta có, những cái tính chất này, cho nên khi mà chúng ta thực hiện 3D những cái môi trường nước chẳng hạn, thì chúng ta cũng nên nghiên cứu chúng ta áp dụng những cái caustic như thế này, nhìn nó sẽ đẹp hơn, nó thực tế hơn. Về phần áp dụng cái texture vào trong vật thể chúng ta, thì chúng ta có cái khái niệm đó là UV map. Thì UV map đó là cái việc chúng ta bố cục cái gọi là cái cách thức để chúng ta bố cục cái hình ảnh texture của chúng ta lên cái vật thể, được chưa? Thì chúng ta muốn bố cục nó cho nó chính xác với các vị trí của cái mô đồ chúng ta đó, thì chúng ta phải thực hiện tính toán cái UV map cho nó. Thì cái UV map đơn giản nó là một cái bản đồ, một cái map, nó trải ra ha, thường là theo dạng hình vuông như thế này, thì nó trải ra để cho chúng ta áp dụng cái texture lên đây. Thì khi chúng ta áp dụng cái texture lên đây nó đúng cái vị trí thì nó sẽ áp dụng đúng lên cái vật thể của mình luôn, được chưa? Đây thì mình có thể cho các bạn xem. Thì các vật thể của chúng ta, cho dù là nó phức tạp hay là không, nhưng mà khi mà chúng ta trải ra cái UV, trải cái map UV cho nó đúng rồi đó, thì sau này chúng ta chỉ việc load đúng cái texture đó lên, cái hình ảnh texture mà chúng ta đã trải UV đó xong đó. Thì cứ chúng ta áp dụng cái đúng cái texture này vào cái vật thể thì nó sẽ hiểu cái vị trí của cái những cái hình ảnh này ở đâu, để nó mà áp dụng cho đúng cái texture đó lên cái mô đồ của chúng ta ha. Tại vì nó đã có sẵn cái map UV của chúng ta rồi đó. Ta không cần phải mỗi lần bị chúng ta chỉnh lại nữa, được chưa? Thì đây là một khái niệm để chúng ta nắm được cái thuật ngữ cũng như là chúng ta biết cái quy trình đó là cái gì, đúng không? Hiện nay thì người ta có các cái công nghệ để mà scan cái texture. Đó là những cái công nghệ mà ta dùng những cái máy máy chụp hình để mà người ta scan lại những cái material, những cái texture ở trong thiên nhiên, trong cuộc sống thực. Thì ví dụ ở đây là người ta sử dụng những cái máy chụp hình để mà người ta scan lại, ví dụ những cái texture về về cỏ ha. Thì ở đây người ta dùng cái một cái drone, một cái máy bay để người ta scan lại. Những hình ảnh về đất, đúng không? Về đất, về cỏ các thứ. Sau đó thì chúng ta có thể dùng những cái hình ảnh này để người mình họ áp dụng vào cái scene 3D. Thì các bạn thấy là cái việc của chúng ta mà tạo ra những cái hình ảnh texture này thì quan trọng là chúng ta phải làm sao cho cái chất lượng nó thật là tốt, để khi mà chúng ta áp dụng vào cái mô đồ của mình thì nó sẽ không có bị bể hình, đúng không? Và cái nữa là làm sao đó để cho các phần nối giữa các cái texture này nó thật là liền lạc với nhau, để mà khi mà chúng ta có những cái vật thể lớn thì chúng ta áp dụng cái texture vào nó sẽ không có bị cái dạng gọi là
những cái ô vuông ha, nó xuất hiện những cái ô vuông, nó lặp lại cái texture của mình. Bạn có thông cảm là tốc độ mạng mấy hôm nay nó quá khủng khiếp đi, nên là có thể là cái nó hơi bị giật một tí, thì các bạn cố gắng theo dõi, sau đó thì chúng ta có thể xem lại cái record. Rồi tiếp theo về phần lighting, thì lighting là đơn giản là chúng ta sử dụng các cái loại đèn nó chiếu sáng cái scene của mình, đúng không? Thì đèn thì nó sẽ tạo ra hai cái những cái tính chất về mặt ánh sáng, về mặt vật liệu. Chúng ta sẽ tạo ra cái shadow là cái quan trọng nhất, đúng không? Nó tạo ra cái shadow cho cái vật thể của chúng ta. Chúng ta sẽ có thể tạo ra và tương tác với những tính chất của vật thể về của vật liệu như là phản xạ, reflection, khúc xạ ha? Và những cái tạo ra những cái shadow dạng ambient occlusion, tức là những cái shadow dạng bóng mờ bị che, đúng không? Thì các cái thể loại đèn phổ biến chúng ta sẽ có những cái thể loại đèn như là point light, spotlight, directional light. Thì đây là những cái loại đèn các bạn thấy là đa phần trong các phần mềm 3D nó đều hỗ trợ. Thì point light đơn giản là ánh sáng từ một cái điểm, đúng không? Spotlight là ánh sáng tỏa ra trong một cái hình mũ, chu vi một cái hình mũ, hình chóp. Rồi chúng ta ví dụ có directional light là những cái dạng đèn nó là một cái giống như là một cái hình vuông hay hình chữ nhật, nó phủ ánh sáng xuống được chưa, nó tạo ra ánh sáng nó diffuse nhiều hơn. Rồi chúng ta sẽ có cái dạng là ambient light hoặc là environment light, area light, tên có thể khác nhau nhưng mà cái thể loại thì đó là nó cũng tương tự như nhau nhau ha? Đó là cái những cái đèn mà nó giả lập cái ánh sáng tự nhiên, ánh sáng môi trường tự nhiên chúng ta ở ngoài trời đó. Tức là ánh sáng mà nó bao trùm tất cả cái scene của mình, được chưa? Và cái ánh sáng này thì nó sẽ thường tạo ra các cái ambient occlusion, là những cái bóng đen bị che ha, vì nó sẽ giúp tạo ra gọi là tăng thêm cái tính thực tế cho cái cảnh quay của mình. Tại vì ở ngoài cuộc sống thật thì các bạn thấy là chúng ta cũng sẽ có những cái loại bóng đó khi chúng ta nhìn vào những cái vật thể của mình ở trong không gian. Thì để sử dụng tạo ra cái environment light này, người ta có thể sử dụng những cái hình ảnh HDR, tức là viết tắt cho cái High Dynamic Range, đúng không? Thì đây là cái một cái hình ảnh High Dynamic Range, người ta chụp bằng máy 360 độ thì cái hình ảnh nó ra cái dạng này. Thì khi mà người vào trong 3D, người ta sẽ có thể gọi là bẻ cong nó lại trở lại thành một cái hình ảnh bình thường, nhưng mà gọi là có thể bao phủ toàn bộ cái scene của chúng ta, được chưa? Thì nếu nó gọi là High Dynamic Range Lighting. Các bạn có thể lên cái trang, một số trang người ta cung cấp những cái trang HDR để các bạn download về, chẳng hạn như là trang này, đúng không? Thì trang này các bạn có thể lên, các bạn tìm những cái HDR mà các bạn có thể download về để chúng ta dùng để làm cái ánh sáng cho cái scene của mình ha. Đây là trang Polyheaven. Rồi. Thì khi mà sử dụng ánh sáng High Dynamic Range, thì các bạn thấy là cái màu sắc của nó nhìn nó sẽ thực tế hơn. Ví dụ như những hình này, nếu mà chúng ta sử dụng ánh đèn bình thường, thì cái màu sắc nó nhìn nó sẽ không có thực tế bằng cái khi chúng ta sử dụng High Dynamic Range HDR để mà tạo ánh sáng. Và ngoài ra nữa thì cái HDR nó cũng có thể dùng để cho chúng ta áp dụng vào những cái reflection, được chưa? Ví dụ như trong chiếc xe này, khi mà chúng ta áp dụng cái không gian HDR vào đó, thì nó sẽ xuất hiện trên những cái reflection của chiếc xe và nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, đúng không? Thì khi mà người ta thực hiện kỹ xảo hiệu ứng, khi mà người ta muốn ghép một cái vật thể vào một cái không gian 3D đi, một không một cái ghép vào một cái cảnh quay thật, đúng không? Thì người ta thường sẽ đặt những cái quả bóng gọi là những cái quả bóng mirror ball, những quả bóng kim loại nó có cái độ phản xạ cao này vào trong cái cảnh quay của mình.
đây là những quả bóng thật nha. À, thì người ta đặt vào để người ta lấy cái thông tin về môi trường của cái cảnh quay đó, được chưa? Và để mà tạo ra một cái hình ảnh HDR thì người ta sẽ chụp với nhiều cái exposure khác nhau, từ sáng cho đến từ rất sáng cho đến rất tối, được chưa? Để làm gì? Để mà lấy hết được những cái thông tin của những vùng sáng cũng như vùng tối để mà chúng ta dùng để làm cái hình ảnh để tạo độ sáng, được chưa? Thì thời buổi hiện nay thì ngoài cái việc là sử dụng cái mirrorball thì người ta còn dùng chẳng hạn như là các cái máy máy gọi là máy chụp hoặc là máy quay 360 độ. Ở đây thì ví dụ người ta có thể dùng cái Ricoh Theta, đây là cái máy mà mình đang có nè. Thì lát mình sẽ cho các bạn xem cái cách chúng ta chụp những hình ảnh bằng cái máy Ricoh Theta, và chúng ta sẽ tạo nên cái hình ảnh HDR cho cái scene của mình, được chưa? Cái máy này thì không có đắt đâu. Máy này hồi trước cách đây 5 năm, 4 5 năm mình mua thì nó là khoảng 1,5 triệu. Thì bây giờ mình nghĩ chắc nó chỉ còn tầm cỡ 1 triệu là cùng. Mình nghĩ là nếu mà thực sự mà các bạn muốn tìm hiểu và muốn làm cho nó tử tế, các bạn có thể tìm hiểu và mua những cái loại máy như thế này. Hoặc là nếu mà chúng ta sử dụng cái máy chụp bình thường thì chúng ta sẽ có những cái tay, những cái cần gọi là những cái rig để mà rotate cái máy này để nó chụp 360 độ cho chúng ta ha. Và chúng ta có thể tạo ra những hình ảnh HDR từ Photoshop rất là dễ, lát rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta chuyển sang cái phần là animating, tức là sau khi chúng ta mua đồ, chúng ta texture, setting và đặt đèn, lighting, tất cả các thứ rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện diễn hoạt animating. Thì anime tức là tạo ra những cái diễn hoạt bằng các cái keyframe, đúng không? Để mà tạo chuyển động cho nhân vật, chuyển động cho các vật thể trong cảnh quay. Thì trong đó chúng ta sẽ có cái khái niệm là rigging. Rigging tức là tạo ra những chuyển động cho các nhân vật, được chưa? Chủ yếu là áp dụng cho nhân vật, chẳng hạn như là người hoặc là robot các thứ. Thì để mà tạo ra cái chuyển động cho các nhân vật này á, tại vì các nhân vật người của chúng ta hay là robot chúng ta thì chúng ta sẽ có những cái bộ phận, chẳng hạn như tay chân, đầu cổ, mỗi cái nó sẽ khi một cái này chuyển động thì những cái bộ phận khác nó sẽ có cái tương tác với cái bộ phận đó, chứ không phải là đứng yên, đúng không? Thế cho nên là ở trong 3D người ta cung cấp cho chúng ta những cái dạng như là những cái bộ xương gọi là bone hoặc là skin để chúng ta thực hiện cái việc rigging này, nó gọi là rigging ha. Thì sau này các bạn thấy người ta nói về rigging thì các bạn sẽ hiểu là đang nói về cái vấn đề là tạo ra cái trục xương cho một cái nhân vật nào đó để bắt đầu tạo chuyển động, đúng không? Thì như các bạn thấy ở đây là người ta tạo ra những cái rig cho cái nhân vật của mình, để khi mà ví dụ người ta nắm một cái control point, một cái điểm điều khiển nào đó, người ta di chuyển thì nhờ cái bộ phận đó sẽ di chuyển và nó sẽ kéo theo những bộ phận khác, được chưa? Thì đó gọi là cái rig, cái giai đoạn là rigging. Trong phần animating thì chúng ta sẽ cũng có cái phần gọi là simulation. Thì cái này là một cái dạng đặc biệt tạo ra những cái chuyển động và những cái hiệu ứng mà nó không cần phải dùng keyframe, mà đơn giản là nó sẽ dùng cái việc giả lập các cái tính chất về vật lý cũng như là những các cái tính chất của một cái thế giới thực, được chưa? Thì các bạn có thể xem đây một cái ví dụ. Đây là chẳng hạn, đây là cái người ta làm cái vụ nổ một chiếc xe, đúng không? Thì đây là trong 3D thì các bạn thấy là người ta dùng cái người ta không có tạo animation để mà làm chiếc xe nó nổ, mà người ta sẽ tạo ra một cái dạng dynamic, một cái giả lập, một cái tính chất vật lý, được chưa? Chẳng hạn như là khi mà chiếc xe bị đập vào thì nó sẽ bị móp như thế nào, rồi chiếc xe văng lên thì nó sẽ móp như thế nào này nọ. Thì những cái này nó sẽ nhờ vào phần mềm, nó tự động, nó tính toán, nó dựa vào các cái tính chất vật lý của thế giới thật, nó đưa vào trong phần mềm 3D, đúng không? Thì nó giả lập những cái tính chất này. Thì rõ ràng chúng ta không cần phải tốn thời gian keyframe, nhưng mà ngược lại thì chúng ta phải biết cách tùy chỉnh những cái thông số nào như thế nào đó để cho cái giả lập, việc giả lập của chúng ta nó thực tế nhất có thể, đúng không? Thì sau khi mà chúng ta thực hiện những cái rigging rồi, những cái simulation như thế này rồi, thì chúng ta có thể
Chúng ta sẽ có một cái khái niệm đó là baking ha. Baking tức là cái quá trình để tạo ra cái keyframe được chưa, cho từng cái frame, nhằm biến những cái chuyển động dưới dạng rigging, chuyển động nhân vật, hoặc là dynamic simulation tức là giả lập vật lý và cháy nổ thành các cái chuyển động cố định trên cái model 3D của mình, được chưa? Chẳng hạn như đây các bạn thấy là nhân vật chúng ta khi mà chúng ta diễn hoạt bình thường thì chúng ta sẽ có cái bộ rig giống như hồi nãy đúng không? Đó là chứ có những cái điểm điều khiển này nọ cho cái nhân vật của chúng ta. Mà sau đó khi mà chúng ta bake cái chuyển động này lại thì chúng ta sẽ tạo ra keyframe cho từng cái bộ phận, từng cái nghĩa là những cái điểm, những cái bộ phận, những cái polygon trên cái nhân vật, trên cái vật thể của mình, để mà làm sao đó cái chuyển động đó nó sẽ dính chặt vào cái vật thể của mình luôn, nó không có cần cái bộ rig này nữa, chúng ta có thể bỏ cái bộ rig đi, các bạn thấy ha. Thì cái này thường được sử dụng khi mà chúng ta chuyển đổi giữa các cái quy trình với nhau, giữa các cái phần mềm với nhau, tại vì mỗi phần mềm nó sẽ có những cái bộ rig khác nhau, rồi có thể là phần mềm này nó không hỗ trợ cái rig của mình, vân vân, thì chúng ta sẽ dùng cái tính năng bake này để chúng ta tạo ra những vật thể nó có sẵn cái chuyển động trên đó luôn, đúng không? Ở đây chúng ta cũng sẽ tìm hiểu một số cái file format về 3D để chúng ta biết về cái cách chuyển đổi giữa các cái phần mềm với nhau. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái định dạng OBJ. OBJ là cái định dạng cơ bản và rất là dễ sử dụng của 3D, được viết tắt của Object đó mà. Thì nó được hỗ trợ bởi phần lớn các phần mềm 3D, đa phần phần mềm nào cũng có thể import được các cái định dạng OBJ này. Nhưng mà nó sẽ không hỗ trợ animation trừ khi mà chúng ta export dưới cái dạng là OBJ sequence. Lát mình cũng sẽ cho các bạn thấy. Thứ hai chúng ta sẽ có cái định dạng là FBX. Đây là cái định dạng 3D nó advanced hơn cái OBJ một chút, một tí. Nó có sẽ bao gồm được cả animation, bao gồm được cả các cái bone, các cái joints, gọi là về cái phần rigging của chúng ta đó. Nó sẽ bao gồm luôn cả được một số thông tin về camera, về lighting, material, các thứ ha. Chúng ta sẽ có cái định dạng Olympic. Định dạng này thì hiện nay đang được dùng rất là nhiều, và nó được phát triển bởi Sony Pictures và IOM, là những cái studio nổi tiếng về CG và kỹ xảo hình ảnh. Thì đây là một cái định dạng 3D mà nó gọi là application independent, tức là nó không phụ thuộc vào phần mềm ha. Thì đa các phần mềm khác nhau nó đều có thể import được cái định dạng này vào. Chúng ta sẽ có cái VDB, đây là cái định dạng dành cho các cái phần giả lập về volumetric, tức là chẳng hạn như là khói, mây, lửa, các thứ. Thì người ta sẽ xuất ra dưới cái dạng này, chúng ta có thể dùng ha. Rồi thì đây là một số cái file format cơ bản thôi, còn rất là nhiều nữa, chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Rồi và cuối cùng thì chúng ta sẽ đi đến cái công đoạn là rendering, đúng không? Đây là cái công đoạn mà sau khi chúng ta đã hoàn thành các cái quy trình công đoạn về model, về texture, về lighting, animation rồi, thì bắt đầu là chúng ta sẽ đến cái công đoạn rendering để mà tạo ra hình ảnh cuối cùng. Thì ở công đoạn này chúng ta sẽ sử dụng những cái camera và để chúng ta tạo ra những cái hình ảnh với những góc quay phù hợp với cái dự án của mình. Thì mỗi cái phần mềm 3D đó nó sẽ có những cái gọi là những cái render engine khác nhau. Nó sẽ có những cái render engine khác nhau. Thì chúng ta sẽ thấy là mỗi cái render engine nó sẽ có cái điểm mạnh, điểm yếu ha. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm một số cái render engine phổ biến, chẳng hạn như là V-Ray, là Redshift, Agnon, vân vân ha. Chúng ta sẽ cùng xem cái video.
Thì các bạn thấy là từ những cái scene 3D, những cái bối cảnh 3D chúng ta sẽ khi mà render nó sẽ tạo thành những cái hình ảnh đẹp đúng không? Thì trong rendering thì chúng ta sẽ có hai cái cách thức phổ biến, đó là real time và non real time đúng không? Real time render là dành cho gì? Dành cho các cái game của chúng ta, ai mà chúng ta chơi game nhiều chúng ta sẽ thấy, sẽ biết là khi chúng ta chơi game tức là chúng ta đang sử dụng cái engine của cái game đó để mà tạo ra cái hình ảnh 3D gọi là trong thời gian thực, tức là khi chúng ta đang chơi, chúng ta đi đến đâu thì cái hình ảnh nó sẽ đến đó đúng không? Nó sẽ render đến đó. Thì đó gọi là cái real time render. Thì nó thực hiện dựa vào cái bộ máy của cái game đó của chúng ta và dựa vào cái sức mạnh của máy tính của mình đúng không? Thì cho nên đó là lý do tại sao mà máy tính chúng ta yếu thì chúng ta chơi game nó chậm, nó giật, hình ảnh render ra nó xấu. Trong khi nếu mà máy chúng ta mà mạnh thì chúng ta sẽ chơi game thì hình ảnh nó sẽ đẹp, nó nhanh, nó mượt, vân vân đúng không? Và cái thứ hai là cái non real time render, thì tức là đơn giản cái này là cái truyền thống, cái cách thức render truyền thống, tức là khi mà chúng ta tạo ra những cái hình ảnh từ render từ cái phần mềm 3D chúng ta tạo hình model, chúng ta animation xong thì chúng ta sẽ render nó. Thế thì cái cách thức render này nó sẽ cho chúng ta cái chất lượng cao nhất. Nhưng mà ngược lại thì cái thời gian của nó sẽ tốn thời gian để mà render hơn rất là nhiều so với khi mà chúng ta chơi game đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu qua một số cái thuật toán như cái dạng render. Cái lúc render chúng ta sẽ có cái cơ bản nhất, đó là cái rasterization. Thì cái này rất là đơn giản, là chúng ta sẽ dựa vào cái camera của mình đó. Và cái camera của mình chúng ta sẽ lấy những cái điểm từ những cái vertex và những cái polygon của cái vật thể 3D chúng ta sẽ dựa vào cái những vector từ những cái điểm đó chiếu thẳng vào cái camera của mình. Như trong cái hình này các bạn thấy nó sẽ chiếu thẳng vào camera của mình và nó sẽ dựa vào những cái tia chiếu đó để nó tạo thành cái hình ở trên màn hình, ở trên cái video của mình. Đó là cái cách cơ bản nhất để mà render hình ảnh 3D. Thì tất nhiên là cái chất lượng nó sẽ không có cao đúng không? Đây chỉ là cái thuật toán cơ bản dành cho cái lúc mà chúng ta có thể là khi chúng ta xem ở trên cái viewport của phần mềm 3D của mình thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái thuật toán render tiên tiến hiện nay, đó là cái ray tracing đúng không? Thì cái ray tracing này là khi mà chúng ta từ cái camera chúng ta đó, chúng ta sẽ chiếu những cái tia, nó gọi là ray đúng không? Nó gọi là ray tracing. Chúng ta sẽ chiếu những cái ray này vào cái bề mặt của cái vật thể của mình. Thì khi mà mình chiếu cái tia này vào các cái bề mặt vật thể cũng như là vào những cái bối cảnh của mình đó, thì các cái tia này nó sẽ cho chúng ta những cái thông tin ở cái bề mặt đó, thông tin về ánh sáng ở cái bề mặt đó, đồng thời nó sẽ có những cái tia phụ, những cái ray phụ nó chiếu nó phản chiếu lại nó để nó tạo ra những cái tính chất về shadow, những cái tính chất về ánh sáng nó thực tế hơn cho cái cảnh quay của mình, đại khái là như vậy đúng không? Rồi dựa vào những cái ray chứ không đơn thuần là chỉ chiếu những cái polygon và vertex vào cái camera của mình, mà ở đây thì chúng ta sẽ có những cái tia nó dội lại, phản xạ lại từ những cái tia gốc chúng ta bắn, được chưa? Thế thì giữa một cái scene mà chúng ta render dưới cái dạng bình thường và một cái scene mà chúng ta render dưới cái với cái tính chất ray tray, thì các bạn sẽ thấy là ánh sáng nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và bạn thấy là bây giờ ví dụ chúng ta mua những cái cạc màn hình của Nvidia các thứ, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái chữ là ARTX, đó chính là cái chữ là ray trace, đại diện cho ray trace ha. Thì với những cái này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta tạo ra những hình ảnh nó đẹp hơn, được chưa? Một cái thuật toán nữa đó là cái path tracing. Cái này thì đâu đó nó tối ưu hơn một tí so với cái ray tracing, đó là với những cái tia mà chúng ta bắn ra đó thì không chỉ là nó chỉ nằm yên ở đó đúng không, những cái tia của mình nó không chỉ nằm yên ở đó, và quá lắm thì nó chỉ dội lại, nó tạo ra những tia dội thôi,
Còn ở đây á, là khi chúng ta bắn vào một cái tia, được chưa, một cái ray, thì cái ray đó nó sẽ tự nó tìm cái đường nó đi giữa các vật thể, nó tính ra cái tương tác về độ sáng ánh sáng này nọ giữa các vật thể, mà chỉ là chúng ta sẽ tiết kiệm được cái tia, đúng không? Chúng ta không cần bắn quá nhiều tia, mà chúng ta cho một tia chúng ta sẽ đi được nhiều đường, nó tự tìm đường đi, gọi là path tracing. Thì đại khái như vậy ha. Thì path tracing và ray tracing là hai cái thuật toán có thể nói là đều tối ưu, đều tốt như nhau, đúng không? Cái này thì có điểm mạnh, điểm yếu riêng, mỗi cái đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Chúng ta cùng xem một cái video. Cái video này thì mạng chậm quá. Rồi thì trong cái ví dụ này thì các bạn sẽ thấy cái một cái game khá nổi tiếng, đó là Minecraft. Thì khi mà người ta render cái dạng bình thường, dạng basic, và khi đổi sang cái dạng ray tracing thì các bạn thấy cái ánh sáng nó sẽ rất là khác. Là một cái ví dụ vui nhưng mà để cho chúng ta thấy cái tính chân thực, cái hiệu quả của cái việc sử dụng thuật toán ray tracing đối với cái việc render. Được chưa? Hoặc là với cái một cái game khá là nổi tiếng, đó là GTA. Thì bạn thấy là khi mà chúng ta sử dụng cái render cơ bản của game, đúng không? Thì màu sắc nó sẽ không đẹp bằng so với việc chúng ta sử dụng cái những cái shader dạng ray tracing. Thì với những cái shader này và với những cái cặp màn hình mà nó hỗ trợ đủ mạnh, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy thì các bạn sẽ thấy là cái chất lượng và màu sắc của cái render cũng như là ánh sáng nó sẽ nhìn nó rất là thực tế, tại vì là nó như mình nói rồi, nó sử dụng những cái thuật toán, nó sẽ tạo ra những cái ray và nó bắn vào trong cái scene của mình để nó tương tác với các cái vật thể, với các cái model, và nó sẽ tạo ra cái ánh sáng nó rất là thực tế, rất là đẹp, được chưa? Các bạn có thể so sánh giữa hai cái bản, giữa cái bản sử dụng ray trace và cái bản gốc của game, thì rõ ràng là màu sắc nhìn nó sẽ thực tế và đẹp hơn rất là nhiều, đúng không? Với cái tác vụ render thì chúng ta sẽ có cái render farm. Đây là một cái có thể nói là một cái gọi là một cái quy trình, một cái công đoạn để mà giúp chúng ta tăng tốc cái thời gian render chúng ta ra, đặc biệt là với những cái dự án rất là lớn, đúng không? Thì tại vì chúng ta biết là render thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian, đặc biệt là nếu mà cái máy của chúng ta nó không có đủ mạnh, đúng không? Và nếu mà dành cho những bộ phim lớn, người ta thực hiện bộ phim hoành tráng như Hollywood chẳng hạn, Avengers các thứ á, mà chúng ta đợi chúng ta render trên những cái máy làm việc bình thường thì nó sẽ không có thể nào nó kịp cái tiến độ hết. Thế cho nên là ở đây người ta sẽ sử dụng những cái gọi là cái render farm,
À, tức là ở đây đại khái là người ta sẽ có những cái máy tập hợp những cái máy chuyên để render thế thôi. Thì hình ảnh dự án chúng ta đưa vào trong những cái render farm này nó sẽ tự động nó render với cái tốc độ rất là cao, được chưa? Để mà giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian cho cái công đoạn render này. Hiện nay thì ở Việt Nam chúng ta cũng có rất là nhiều cái dịch vụ cho thuê render farm. Thì đây mình có thể giới thiệu bạn một cái đó là cái iRender. Cái này thì mình cũng đã từng sử dụng một hai lần cho cái những cái dự án của mình. Ở đây mình không quảng cáo gì nhưng mà để mình giới thiệu cho các bạn thôi để các bạn biết các cái dịch vụ cũng còn rất là nhiều cái dịch vụ khác ha. Chúng ta có thể đến đây chúng ta thuê. Và ở đây thì mình cũng giới thiệu cho các bạn cái Unreal Engine Real Time Render. Thì cái này nó chia về phần game nhưng mà với cái sự phát triển của cái Unreal Engine thì các bạn thấy là cái hình ảnh nó tạo ra cũng rất là khá đúng không? Rất là đẹp. Mặc dù đây là người ta gọi là real time rendering, tức là sao render trong thời gian thật đúng không? Giống như là game. Đó. Mình thấy cũng không thua gì các cái hình ảnh được tạo ra khi mà chúng ta render đầy đủ đúng không? Rồi ở đây thì mình gửi đến các bạn một số cái sụt về 3D, cho một số tutorial về 3D và một số trang để các bạn có thể lấy những cái mô đồ 3D. Thì ở đây có cái trang Free 3D là cái trang mà mình tìm rất là nhiều cái mô đồ trên đó chúng ta có thể sử dụng. Nếu mà chúng ta chưa có rành về 3D, chúng ta chưa có tự tạo ra được những cái mô đồ này, các bạn có thể lên những cái trang này ha để mà các bạn tìm những mô đồ có rất là nhiều cái free để chúng ta có thể thử, chúng ta đào về chúng ta thử hoặc để làm những cái hiệu ứng, tập làm những cái hiệu ứng ha. Rồi thì như vậy là chúng ta đi qua ta tìm hiểu xong cái phần về một số khái niệm cũng như là quy trình về 3D. Hy vọng là cái phần này nó sẽ giúp các bạn trong cái việc mà thực hiện những cái công đoạn về 3D, tìm hiểu về 3D hoặc là chẳng hạn là trong khóa học này thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cái plugin Element 3D, cũng là cái plugin nó có rất là nhiều cái tính chất của 3D, đặc biệt là về phần vật liệu cũng như là animation.